Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Chikirin đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi tựa game mới. Tựa game có tên là Tokyo Ghoul Dark War. Hiển nhiên rồi, game này là game nói về một phim anime Tokyo Ghoul. Hiển nhiên rồi. Ok, bắt đầu vào game à. Ok. Start. Nhà nghe phết các bạn ạ. À? Nhà nghe vai phết. Ok. Let's see me. À. What do you mean? Thì là cái gì đó follow me. Ai sẽ đi theo nó. Ai chà. Mình cũng muốn làm game này từ hôm trước rồi. Hôm trước là bị bảo trì ra mình không chơi được. Ok, đánh, đánh, đánh chết cha luôn, đánh nó luôn. Đánh nó luôn rồi, đánh chết nó luôn rồi. Chết này, chết này, ui, bấm đau thế. Rồi kêu kim này dựng kênh kunai của em này. Ok. Ok, I try my best. Có được rồi, nhìn từ vừa cái này. Ok, thử chúng ta. Ok. Very không biết đi. À đây Uta này. Ok rồi. Ok mấy thật là mình đọc cái này cũng phải một lắm cho nên là mình chấm đọc mấy con ngăn ngăn tí mình sẽ đọc rồi đấu với tôi hay nói cho tôi biết tên bạn. Ok. Tên mình là gì biết là nhì? Mà tên là gì là ok. Bây giờ nghe. Thôi à, mình trả lại. Ok. Đấy, đắc kè. Kè bóng tối. Ok, chơi. Game này nó hơi lag tí vì nó game Nhật mà. Giờ mình nó mưa. Con này có gì nhỉ? Nice to meet you too. Oh, sorry about that. Ok. Could you tell me what I should do next? Bác hãy nói cho tôi biết là tôi nên làm gì tiếp theo không? Lúc về thêm thôi, mệt quá. Ok, đi chơi mộ tem mà. Cái chúng ta cũng không đi chơi mộ tem. Hurry. Và có 3 cái luôn. Màu tím. Xe ra ở đây. Đây là ai? Ok, Toka. Ok, ta là Toka này, ngon đấy. Ơi, đau quá. Ok. Có tem. Ok. Toka. Nhớ được anh em ơi. Đã quá. Ma, game này xong bên Nhật mà. Cái game Nhật trên nó sẽ lag.
Ừ, mình không muốn đọc lắm. Nếu các bạn muốn đọc thì các bạn có thể stop lại để đọc. Mình cũng mệt lắm, mình chẳng muốn đọc được. Đang mệt. Với cả đọc một cái này rất là dài. Đây là ai nhỉ? Mình cũng quên rồi. Phim Tokyo Ghoul này cũng ra hết lâu rồi, chứ mình cũng chẳng nhớ lắm. Ok, Kaneki and Rire. Ok. Kaneki, where you just looking at me? Ok. Nên là ok, mình sẽ chơi con này. Không quay được màn hình à? Đừng má, không quay được màn hình à? Không hình của tao gái. Nè, là mèo quay được màn hình. Ma cái gì yếu quá, ma và tổ cá cho mình hít chết mình rồi. Nãy rồi sao? Nó pet hết cả mạng mình rồi kìa. Oh shit. Ok, working. We got it. Ok. À, mình còn nhớ là bọn đánh nhau rồi nhỉ. Thôi game chế thì kệ nó đi. Rồi ok. Giết nó, what the fuck. Vì nó giết đâu nhỉ. À cái đoạn ăn gặp tai nạn. Ma nó chứa phim mình kìa. Vãi chửi hơn chứ. Có đoạn này thằng cái kia ăn may. Ok. Vãi trưởng luôn ạ. Chiếu lại phim. Ok, để mình cho vào tiếng lại phát. To quá. Welcome to Tokyo Ghoul. Ok. What is this? Ok. Take time. Ok. Mà phải. Thế nào? Zoro kìa. Trong Tokyo Ghoul thì mình thích nhất là Zoro thôi. Mình không thích Kaneki lắm. Mấy thằng nhân vật chính là mấy con mà mình không thích lắm. Mình chỉ thích những cái đứa ở nhân vật phụ thôi. Mấy đứa nhân vật phụ nó rất là hay luôn đấy. Mấy đứa đấy nó hay hơn nhiều. Mấy cái thằng kia nó khỏe vậy. Ok. Cái kỳ cố lên. Anh yêu, em đang giết bọn nó hộ anh đây. Trời ơi. Xin đi anh ơi. Xin đi anh ơi. Sao anh yêu vãi cả đại ra vậy anh ơi. Anh ơi. Anh đã bị tổng quay về đá vào óc chó và để em một mình gần hết luôn đấy. Vãi cả trường thật chứ mà. Hay là lý luôn. Ok. Rira này. Rira. Ok. Lên level 3 rồi. Ok, cho tem. Lắp đồ. Ok, lắp vào. Lắp rồi. Mana. Ok. Thôi nữa bà. Tia cường hóa à? Ừ, chuẩn là cứng hóa. Ok, đầu tiếp. Buster. Thực ra nó đang là Buster. Ok, vô game.
Nó lag quá, cái bàn này lag thật. Ô mình đối với Kaneki à? Vãi xỉu thật chứ. Má sao trong phim có cái đoạn mình đối với Kaneki à? People, people, men, men, women, flat, flat, flat. Chạy, 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 ok. Ma, flat, flat, no. What I am thinking. Vãi, tao đang nghĩ gì vậy? Ma đánh với chính mình luôn. Thật lơ chứ. Ok, mình đã vỡ phế hơn rồi. Ok. Anh Ken của mình đã đỡ phế hơn. Ok. Tuy quả đấy là do Tuka làm. Quá cả chửa luôn ạ. Mà thì mìa phế quá. Rồi, nào. Chơi Kaneki đâu với Kaneki đâu. Ok, đồ mèo khác gì mình cả. Đã chửi thật chứ. Kỹ năng của nó giống của mình mà. Ok, đạo chơi. Chơi, 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 chơi. Ghê vậy. Máu chọn lâu thế. Yes, win rồi. Ma Kaneki tuổi gì? Ok, win liền. Bức tranh này của con gì nói nhỉ, quên mất tên luôn rồi. Sẽ nhớ thêm một hồi lắm. Ok, I found this on the street. Ok. Train, train, train. Rồi. Grew up. Lớn lên. Lớn lên à? What the fuck? Lớn lên. Ồ, nó thăng cấp lên này. Từ màu bạc sang màu xanh. Là cây. Lộn màu xanh lá chuối. Ok. Từ màu bạc sang màu xanh lá chuối. Thôi, đồ nốt trận này mình sẽ tạm dừng video ở đây nhé. Và nếu các bạn thấy thích tựa game này thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Ok, vào trận cuối cùng nào. Ok, phá hủy tất cả cái đồ này. Ok. Hừa. Ok, nó cũng đơn giản thôi mà. Nó cũng đơn giản. Nó cũng đơn giản thôi mà. Phá hủy. Đập cái đồ đi em ơi. Đập đồ đi em gái. Đập đồ đi em. Đập đồ đi em. Yeah. Ok, đập cái đồ ra rất nhiều đồ này. Rất nhiều tiền. What the fuck? Ok. Mày đồng thế, đồng thế em. Oh what the fuck? Và cái đài. Oh shit. Thôi thấy mẹ luôn rồi. Oh phải. Đùa. Oh what the fuck? Thế mẹ ơi, bây giờ mình nhìn cái gì đây? Bên đây cái gì cơ? Mà mẹ thấy cái gì đánh nhau luôn. Lại đi vào đây là tìm hẳn luôn đây. Mà bạn thật luôn chứ. Mẹ nó làm cái kiểu mắt này nữa. Quả lại mẹo di chuyển được cái màn hình. Mẹ vào đấy là tịt luôn đấy. À thật luôn chứ. Thật luôn chứ anh em. Ok là cầm năm rồi. Kem. Kem. Ăn phải tạc ai. Ok, chắc mình phải dừng video ở đây thôi. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Nếu các bạn thấy tự game này hay, đừng để lại, đừng quên lại cho mình một like, một subscribe kênh nhé. Ok. Chào các bạn ở cái video tiếp theo. Trước tiên mình phải unlock thằng này đã. Ok. Ok, rồi.